Hello mọi người, lại là mình Abu đây. Thì hôm nay Abu sẽ hóa thân thành người khổng lồ xanh. What? Tức là húc với mọi người, solo với kẻ vượt ngục nha. Để xem ai sẽ thắng nha. Okay. Tết đến rồi, Kim Cương lại ùa về. Tưng bừng đón Tết, Abu tăng 100% tỷ lệ trúng và lên đến tận 30.000 kim cương cho tất cả các vòng quay trên shop abuff.vn. Ngoài ra các bạn đua top nạp thẻ trên shop sẽ được Abu kết bạn và tặng một phần quà cực kỳ đặc biệt nha. Shop của Abu là shop uy tín số 1 cộng đồng Free Fire Việt Nam. Đường link shop ở trong phần mô tả hoặc comment mình ghi ở dưới video nha. Mà một trận đấu cực kỳ là gay cấn, cực kỳ là căng thẳng và nguy hiểm nha. Ui sợ quá, sợ quá. À, mọi người đã ai xem phim bộ Người Khổng Lồ Xanh chưa? Trời ơi, thanh niên này thì cực kỳ là mạnh luôn nha. Người khổng lồ mà có sức thì nói chung là một đấm thì bay màu luôn nha. NTN thì nó bảo với mình là nó thích hóa thân thành mấy tù nhân vượt ngục vì như thế rất là ngầu nha. Còn mình thì lại thích hóa thân thành kẻ khổng lồ xanh nha. Mọi người thấy cái mặt nạ của mình mang không? Ngập bông hoa không? Cực kỳ là ngầu luôn. Đó, trận đầu tiên thì mình sẽ bắn nhả nhả nha. Có khi lỡ mà thua mọi người đừng có cười nha. Nhưng mà nhớ cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón xem những clip mới nhất của Abu nha. Ok, NTN đâu rồi? Này thì kẻ vượt ngục này. Ui. Rồi rồi xong rồi, từ từ. NTN đang mặc đồ tù mọi người ạ. Đi tù về à? Thanh niên đi tù này. Ui, 287 máu này kìa mà không bay đầu kìa. Sao mà đó được? Game lỗi à? Ui, từ từ, game lỗi gì mọi người? Sao lại 287? Rồi xong luôn. Bắn mình chết toi luôn mọi người. Ok, trận đầu mình nhường thôi. Sởi giam mái này, thật ra là mình nhường nha. Ngu thì nhận là ngu. Mọi người xem những tiếp theo bắn này. Trận đầu mình gì nhỉ? Nói nào ta? Mà nói chung là mới vào ấy, diễn viên chính thường người ta thường nhường ấy mọi người. Thường nhường, người ta thường thắng ở ván cuối ấy. Đó là người ta gọi là trùng cuối ấy, mọi người. Ok, thì trận tiếp theo mình sẽ mua cái súng quen thuộc, khẩu súng mà mình yêu thích nha. Đó là M1887 nha. Khẩu này thì mình rất là hay, thường xuyên dùng để solo nha. Ok, người khổng lồ xanh làm sao mà thua được. Nhân tiện đây thì mình cũng gửi lời cảm ơn đến một số bạn yêu quý mình và hay comment trên kênh của mình là em thích xem clip của anh Abu, tại anh Abu dễ thương, anh Abu gì ngầu lò gì đấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Nói chung là những comment mà mọi người comment như thế là mình đọc mình vui lắm luôn đấy mọi người. Mình đọc kiểu như là cái động lực để mình ra clip mỗi ngày ấy. Ok, từ từ mình sẽ tiến lên bắn cho NTN sắp mặt luôn nha. NTN nó cái mình, nó cái bảo là mặc đồ đi tù là bắn auto top 1 mọi người ạ. Em ạ, thật ra em cứ tự ảo tưởng tiếp đi. Nó lại ảo quá rồi, ảo game rồi, thanh niên ảo game rồi mọi người. Mình sẽ bắn cho NTN biết thế nào là sức mạnh của người khổng lồ xanh nha. Rồi lên luôn, nó trốn luôn rồi mọi người. Nó thấy mình nó trốn luôn rồi. Đây, lũ đã. Ui. Bắn khá là nhiều máu nhưng không chết mọi người ạ. Vô lý. Đâu, từ. Rồi xong. Dạo này game hơi bị lag tí nha mọi người. Dạo này mấy hôm nay game hay bị lag nha mọi người. Mọi người chơi game có hay bị lag giống mình không? Cái này không phải là do wifi đâu nha. Lag cả hai bên đều lag nha. Như kiểu như là dạo này game đang cập nhật đấy. Rồi đây. Ui, rồi mình sắp chết rồi, có 12 máu. Help me. Rồi người khổng lồ xanh đang yếu máu rồi. Rồi thanh niên, rồi mình bơm máu cái đó nha mọi người. Bơm máu cái đã. Trận này cực kỳ là, mọi người có ai đoán được tỷ số trận này không? Trận này thì không chết à. Đó, thấy không? Mọi người thấy không? Mình bắn chết xong mình đặt keo rồi thì keo mới ra. Nói chung là game nó hơi lag một tí mọi người à. Xem nhớ cho mình một lượt like để lấy động lực làm clip mỗi ngày nha. Ok, trận này thì mình sẽ mua, không cần mua đâu, có súng rồi. Ui, mình mua thêm cái súng này. Ok, mình sẽ dạo này đi mua giáp thì mình phải mua giáp 2 rồi mới mua giáp 3 chứ không có thể mua một phát lên giáp 3 như lúc trước nha. Dạo này game cập nhật rồi mọi người. Đấy. Mọi người đã từng xem phim Người Khổng Lồ Xanh chưa? Cực kỳ ngầu luôn nha. Khi nào bình thường thì là một người bình thường thôi, nhưng mà khi tức giận lên ấy là người khổng lồ xanh kiểu như là hóa thân thành một người khổng lồ ấy mọi người. Xong rồi có sức mạnh kiểu như là, nói chung là giống kiểu vô địch ấy mọi người, bất khả chiến bại. Ok, NTN núp đâu rồi? Thanh niên trốn trại đi tù đâu rồi? Tù nhân vượt ngục nguy hiểm đâu rồi? Xong ra này thì xong ra với chúng tôi à. Ok, 2-1, tỷ số là 2-1 mọi người thấy không? Nhân tiện thì mình cũng review luôn cái tóc màu xanh của mình. Người khổng lồ xanh bình thường ở trong phim là có tóc màu xanh ta. Mình không nhớ nhưng mà trong game mình cài tóc màu xanh luôn mọi người, cho hợp với bộ đồ kìa. Đấy, cũng khá là đẹp đấy, khá là đẹp trai. Nhìn thấy khá là đẹp trai mọi người, không có xấu đâu. Tuy là khổng lồ nhưng không có xấu đâu. Ui, ngầu lòi luôn.
Đấy, biến hình, biến một phát là thay đồ khác luôn nha. Đấy, dạo này có cái hành động này ngầu lòi luôn mọi người. Nhưng mà mình phải biến lại người khổng lồ xanh không lại NTN nó lại tưởng là ui, lúc nãy mình solo với người khổng lồ xanh sao bây giờ lại solo với người khác rồi. Kiểu như nó rung luôn. À, bây giờ thế này đi, bây giờ mọi người và Abu chơi một trò chơi đi. Những ai mà xem không tua nha và biết được đoán được cái tỷ số trận đấu nha, tức là không được tua đến giây cuối mà bây giờ đang xem này, mọi người đoán luôn tỷ số là Abu thắng hay là thua. Xong rồi mọi người đoán tỷ số, nếu ai đoán trúng tỷ số và thắng thua ấy, thì comment ID game ở dưới luôn nha. Thì mình sẽ tặng cho bạn đấy 2k kim cương nha. Và tặng cho 5 bạn nha. Chỉ 5 bạn may mắn nhất và sớm nhất thôi nha. Đoán đúng tỷ số không được tua nha. Vì mình có xem chỉ số ở trên YouTube và những ai tua và comment thì mình sẽ biết nha. Mọi người không được tua nha. Và nhớ comment ID để mình kết bạn, mình tặng kim cương nha mọi người. Ok, tỷ số là 3-1 rồi. Người khổng lồ xanh nó phải ngầu như thế chứ đúng không? Quá chuẩn luôn. Mọi người thấy đúng không? Người khổng lồ xanh phải thắng chứ. Mà game nó hơi lag một tí, mọi người nhìn ping của mình kìa. Cái này là không phải là do sóng wifi đâu mà do game nha. Do game mấy hôm nay đang cập nhật nên nó hơi lỗi một xíu, vài hôm là nó ổn lại à. Đây. Ui, cái lúc mà đang lag mình phải núp ra cho đỡ hết lag rồi mới ra bắn nha. Ping lên 800 mấy luôn kìa mọi người. 800 mấy là bắn chết người ta ba lần thì người ta vẫn còn hồi sinh được. Thì, ok, mình tiến lên luôn này. Rớt xuống 400 mấy là mình từ bom đặt keo rồi nhưng keo vẫn chưa ra. Ok, lên luôn. Rồi mắc kẹt keo luôn này. À, sau lưng. Này thì nhờn với chúng tôi à? Đâu rồi? Này thì kẻ vượt ngục này, này thì tù nhân vượt ngục này. À. Mà hôm qua mọi người đã xem cái video mà NTN solo với mình mà NTN gì nhỉ? Mình hóa thân thành Titan chưa? Cho NTN nó bắn mình sấp mặt luôn mọi người. Hôm qua mình hóa thân thành Titan cho bắn thua NTN mọi người. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ hóa thân thành người khổng lồ nha. Người khổng lồ xanh thì có sức mạnh cực kỳ là ghê gớm, còn kẻ vượt ngục thì cũng là người bình thường thôi, chẳng qua là chẳng thôi rồi. Nó bắn mình gần 191 máu, còn nhiều máu mà mình tưởng mình gần chết đấy chứ. Từ mọi người xem cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo cho Abu đi mọi người. Ôi trời, rồi xong suýt rơi toang. Từ bơm máu cái đã. Từ nha, từ bơm máu cái đã mọi người. Không bơm máu là NTN nó bắn cho mình sắp mặt luôn ấy. Tỷ số là 3-1 rồi và có 7 trận thôi. Mà những bạn đang xem có ai thích bắn M1887 giống mình không? Mình mà solo là thích bắn M1887 lắm luôn ấy. Tại vì nó dễ kéo lên đầu ấy, với nó bắn nào nhỉ? Bắn mạnh ấy mọi người. Có 2 viên thôi nhưng mà 2 viên có thể đôi khi 2 viên là chết luôn ấy mọi người. Rồi. NTN đặt keo nhiều quá này mọi người. Đặt keo nhiều quá, mắc trong keo luôn rồi. Không ra rồi, ra rồi này. Lũ ra đây chạy. À đây. Thiên nhiên toàn núp thôi mọi người. Biết mình thích bắn M1887 nên là tù nhân vượt ngục của chúng ta. Này thì chạy. Ui, vào toàn vào đầu luôn. Đâu rồi? Rồi xong, từ vội. Từ lũi ra. Rồi từ nha mọi người. Đây. Này thì chạy với chúng tôi, này thì nhảy với chúng tôi à. Trời ơi chưa. Này thì tù nhân vượt ngục à. Ok, à nhân tiện thì những ai mà chưa có kim cương thì lên shop của Abu quay kim cương nha. Shop Abu hôm nay thì quay gần như là 10 bạn quay thì có đến 8 bạn là quay trúng 5.000 đến 7.000 kim cương rồi nha. Và có một số bạn quay được mười mấy nghìn kim cương lúc sáng nay luôn đó mọi người. Đấy, thì hôm nay, chỉ trong hôm nay và ngày mai thôi nha. Mọi người yêu quý mình thì vào shop mình quay kim cương nha. Và những ai được quay ra nhiều kim cương ấy thì mọi người nhớ nhắn tin qua Facebook của mình nha. Link Facebook ở trên mô tả nha. Nhắn quen tin qua Facebook cho mình và mình sẽ kết bạn với bạn đấy. Và mình sẽ còn tặng thêm nhân vật Alok này và nhân vật CR7 luôn nha. Ngoài trúng kim cương trên shop thì mình còn tặng thêm nhân vật nha. Nhưng mà điều kiện là đầu tiên là mọi người phải quay trúng kim cương trên shop rồi nhắn tin Facebook cho mình nha. Ok, đây. Ui, từ đã. Phải bắn ở tên rồi đó mọi người. Rồi xong luôn. Ô. Và tỷ số đang là 4-4. Cực là căng nha, cực căng luôn nha mọi người. NTN dạo này bắn lên tay lắm luôn ấy. Và hôm nay lại còn hóa thân thành tù nhân vượt ngục nữa nhé. Cũng khá là ghê đấy. Mọi người. Bắn không chú ý là thua NTN đấy. NTN bắn ghê đấy, không phải bắn vừa đâu. Này thì ui. Pha đấy mà kéo trúng thì còn đúng cái gì thôi. Quá chuẩn luôn. Đâu rồi. Đây. Ui. Yếu rồi mọi người, yếu rồi. Thanh niên yếu rồi, từ nha, thanh niên yếu rồi. Đâu rồi?
chạy suốt thôi. Này, ui ui, tư 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 tư, ôi trời ơi, bắn. Rồi xong luôn. Ha, nhảy à? Bơm máu luôn. Bơm máu với chúng tôi này. Ui. Mình bắn như thế mà không chết kìa mọi người. Bị lag hay sao ấy? Mình bắn mạnh như thế, bay đầu nhiều máu như thế mà không chết kìa. Rồi chắc là lag rồi, tỷ số là 4 đều rồi. Mọi người đoán kết quả xem ai thắng nha, xem Abu hay là NTN thắng nha. Trời, 13 cái này. À, mọi người muốn Abu làm thử thách thì nhớ comment ở dưới video nha. Và lưu ý là Abu đăng clip thường xuyên vào mỗi ngày nha. Mọi người ai yêu quý mình thì ngày nào cũng vào YouTube tìm chữ Abu TV hoặc là Abu để xem nha. Đây. Này thì ui, từ. Này, ui chết toi luôn. Đấy, 5-4 rồi mọi người, sắp thắng rồi. Tuyệt vời luôn. Những ai đoán trúng tỷ số thì có quà, nhưng mà xem đừng có tua nha mọi người, xem không tua mới có quà nha. Ấy chà chà. Mua cái giáp này. Ok. À, có một số bạn comment bảo là anh Abu hóa thân thành gì? Siêu nhân đỏ đi để solo với siêu nhân gì? Siêu nhân xanh đi. Nhưng mà thôi, mình hóa thân thành người khổng lồ xanh trước. Nếu mà mọi người nếu mà clip này lên được khoảng chừng bao nhiêu? Lên được khoảng 5k like nha. Nếu clip này lên được khoảng 5k like thì mình sẽ thực hiện thử thách thứ hai của mọi người, đó là hóa thân thành siêu nhân đỏ nha. Và solo với siêu nhân xanh nha. Để xem siêu nhân đỏ và siêu nhân xanh thì siêu nhân nào mạnh hơn. Đây. Bắn. Đâu rồi? Ở đâu rồi mọi người? NTN đâu chui ra? Này thì tù nhân với chúng tôi à? Này thì thích mặc đồ tù này. À, này, ui từ. 5-4 rồi, phải bắn cẩn thận chíu chứ không là thua đấy mọi người ạ. Thua là toang đấy mọi người. Mình phải cố gắng thắng nha, thua là toang đấy. Ui. Lú ra. À, những ai mà đang xem clip của Abu ấy, có muốn solo với Abu không? Mọi người thấy Abu bắn thì cũng không có thuộc dạng gì nhỉ? Bắn ghê lắm như mấy từ. Ok, từ nha mọi người. Bạn này mình phải tập trung bắn cái không là thua NTN cái đó. Từ đó. Những ai mà muốn solo với Abu ấy, thì mọi người comment ID ở dưới luôn nha. Rồi xong. Bắn mình chết toi luôn rồi. Những ai muốn solo với mình nhớ comment ID ở dưới nha mọi người. Thì mình sẽ solo với mọi người nha. Nhớ là comment một câu là gì nhỉ? Em thích xem clip của anh Abu mỗi ngày gì đấy. Rồi comment ID vào thì mình sẽ solo với bạn đó nha. Nice. Ok, ngày mai mình sẽ solo với một bạn bất kỳ trong comment trong video của mình. Từ, đầu tiên thì mình sẽ mua thêm cái súng. À, lâu rồi mình không có bắn M1014 mọi người ạ. Hôm nay thì mình sẽ bắn MB và M1014 nha. Hai khẩu súng này thì là hai khẩu súng đời đầu nha. Tức là những khẩu súng mà kiểu như là đời đầu tiên mới ra ấy, là đã có hai khẩu súng này rồi nha. Còn M1887 là khẩu súng sau này mới ra thôi. Kiểu là nó mới ra gần đây thôi. Ok, mình sẽ bắn khẩu này. Khẩu này thì mình cũng lâu lắm rồi không bắn nên là cũng hơi ối trời ơi ghê. Mọi người đừng có cười mình nha mọi người. Đấy, vui rồi. Bắn kìa. Khẩu M1014 thì kiểu như là mình cũng không lâu rồi mình không có cầm. Mọi người lúc trước mình bắn cũng khá là ghê nhưng mà lâu rồi không có cầm. Từ ra. Ôi giời. Xấu hài. Cầm khẩu súng bắn tấu hài vãi trường ra. Từ. Mình không nhìn được cười mọi người. Từ. Lâu rồi. Để mình phải lấy khoảng cách để mình hết buồn cười đã. M1014. À, nghe bác gấu bảo cầm M1014 trong tay rồng bay phường múa. Mình chả thấy rồng bay phường múa đâu, mình hoàn toàn thấy bắn bay. Bắn bay hết chim trên trời thôi mọi người. Mấy con chim mà bay lên trời thấy Abu kéo cái là thấy đạn bay lên trời chứ không thấy bay vào đầu. Rồi. Lúc đầu mình nãy giờ là mình toàn bắn kiểu như là bắn cho cây đạn nó bay vào đầu ấy, nhưng bây giờ mình bắn vào người luôn nha. Mình bắn luôn, mình đè luôn đấy, chết luôn. Kiểu như là mình cứ kéo tâm thôi rồi kéo nó không trúng. Nhưng mà thôi bây giờ mình bắn vào người luôn cho nó thắng luôn đi. Đấy, 6 năm rồi. Tỷ số là 6 năm rồi. NTN thì nó bắn nó cũng toàn dí vào người đấy, khi nào chết luôn đấy mọi người. Chứ nó không có kéo tâm đâu, nó ít khi kéo tâm lắm. Còn mình thì cứ hay bắn kiểu là cứ bắn kiểu shotgun 2 viên này, cứ bắn 1 viên xong rồi kiểu là nếu mà trúng đầu thì người ta chết luôn, mà không trúng đầu thì mình sẽ đặt keo ấy. Kiểu mình thích bắn kiểu one shot đấy mọi người.
mình thích bắn one shot, nhưng mà sau một hồi cầm khẩu kia tấu hài vãi trường ra. Buồn cười, nhìn không được cười nên tôi mình quyết định là không dùng khẩu kia nữa. Bắn khẩu kia chắc mọi người xem clip mình nhắc cười đau bụng luôn, không nhìn được cười luôn. Nhớ là yêu quý mình thì vào shop mình ủng hộ quay kim cương nha mọi người. Quay kim cương trên shop mình thì dễ trúng lắm luôn nha. Từ từ đấy, mình rút khẩu MB ra bơm mình máu cái đó. Ui. Trận này thì là trận, nếu mà trận này mình thắng luôn là trận quyết định luôn nha. Đấy, nếu mà trận này mình thắng luôn là những ai mà lúc nãy mà comment là ai nha Bu thắng 7 năm là sẽ được nhận quà nha. Ui đây 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 đây. Ui từ 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 từ. Mình yếu đó mọi người. Có khi 6 đều đó mọi người. Căng căng đấy, nửa tên nửa căng đấy. Từ từ bơm mình máu. Ui, con trùng cảm phá keo kìa. Rồi từ từ. Từ đã. Mọi người thấy cái tóc màu xanh hợp với bộ đồ không? Bộ đồ này thì là một trong những bộ đồ to nhất của game nha. Ở ngoài nó cũng là khổng lồ mà, người khổng lồ xanh mà, thì ở trong game nó cũng là thuộc dạng là bộ đồ to nhất của game Free Fire luôn nha. Một trong những bộ đồ phải gọi là quá là chất chơi. Mình cầm bộ đồ này trong tay mình cảm giác mình to thêm được như kiểu mình to cao lên 2m đấy mọi người. Đấy. Ôi từ 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 đây rồi, từ từ nha. Pha này thì mọi người xem mà khỏi này, Abu chỉ làm một lần duy nhất thôi này. Bay đầu này. Đấy, mọi người thấy không? Bay đầu nhưng mà nó không chết mọi người. Này, không chết à? Pha quyết định này. Pha quyết định này. Cho Abu một lượt like mọi người. Cho Abu một lượt like và đăng ký kênh này. Quyết định này. Đấy, trời ơi. Ok, mình đã thắng nha. Cuối cùng thì người khổng lồ xanh Húc đã solo và thắng được kẻ vượt ngục NTN nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở clip ngày mai nha. Bye bye, annyeong.